Con chào bà nha. Con chào bà nha. Cháu đem đi vệ sinh đi cầu á. Dạ. Đi tiểu thì mình mò. Mò. Trong cái chỗ phía trời đấy người. Dạ. Mình đi cầu sợ thối. Dạ. Cháu đem đi. Bên đây là nguyên một cục đá luôn, chất lại để lấy dây cột lại thành một cái giường. Cái chân cột quá cả nhà, chân cột của cái giường bên trong kia cũng vậy luôn, không khác gì hết. Gà xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe. Bên của mình, kế bên của gà là anh ba của gà nè. Mến chào cả nhà mình. Anh ba của gà là Đôi Chân Lang Thang nha. Cả nhà mình hãy vô kênh YouTube Đôi Chân Lang Thang để ủng hộ cho anh hai với lại anh ba nha. Tại vì là anh hai với lại anh ba là cùng với gà đi lên núi lên rừng để giúp đỡ cho những người đồng bào nghèo miền núi và giúp đỡ cho những con vật ở trong cái trang trại chó của gà. Thì hôm nay là gà với lại anh ba và anh hai sẽ đi lên trên núi. Khu vực này là đằng sau cái rẫy của gà luôn á cả nhà. Thì lúc trước là nhà gà là nằm ở trung tâm thành phố, nhưng mà gà đi theo cái con đường mà giúp đỡ cho những thú vật á cả nhà, đặc biệt là chó. Thì gà đã chọn một cái khu đất để là mình mua ở trên núi, là mình nuôi cu mang chó cả nhà. Cu mang chó tại vì chó nó ồn quá, nó sủa ồn ào lắm, nên là mình mua trên núi là sủa thì người ta không có nghe á, nên là người ta không có kiến nghị mình, nên là mình lên núi mình mua. Thì phía sau núi nhà gà, nhà gà cũng ở trên núi mà, phía sau núi gà đi lên tuốt ở trên kia, trên khu vực núi trên kia. Thì gà có nghe là anh ba chia sẻ với gà là một hoàn cảnh là một cụ bà bị mù hai con mắt cả nhà, mù hai con mắt, không có chồng không có con gì hết. Thì hiện tại bây giờ là bà đang sống là nhờ vào một người cháu, cháu của bà là chăm sóc cho bà ở trên núi á. Bây giờ gà mời cả nhà mình đi lên trên núi để cùng thăm cụ bà sống neo đơn ở trên núi nha. Cả nhà mình nhìn thấy phía bên kia núi, núi rừng mênh mông luôn á cả nhà. Cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi gà sao mà mình không giúp đỡ những cái hoàn cảnh bên dưới làng á. Thì gà cũng muốn chia sẻ với cả nhà mình, gà cũng muốn chia sẻ những cái hoàn cảnh ở trên núi á. Tại vì ở dưới làng á, ở dưới làng thì cũng có rất là nhiều YouTuber và cũng có nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân ghé ngang qua giúp đỡ. Thì gà muốn là giúp đỡ cho những hoàn cảnh mà những cụ già neo đơn nè, những người mà bị bệnh tật, bị lãng quên ở trên núi không ai biết đến á. Thì gà muốn là chia sẻ cái món quà của cô chú anh chị mạnh thường quân lên ở trên núi nha cả nhà mình nha. Ví dụ như gà có thể là làm nhà cho những người đồng bào nghèo không có nhà ở nè, điện năng lượng mặt trời nè, hay là mình có thể là giúp cho họ có một cái chiếu, cái mền, cái mùng để họ có thể là ở sinh sống, gạo thức ăn đâu quá cả nhà. Ở trên núi đây người rất là khổ luôn cả nhà, họ khổ dữ lắm. Nhiều lúc mà mình vô mình thấy họ không có cơm để ăn á, thấy thương lắm. Thì anh ba cũng có, anh Đôi Chân Lang Thang này cả nhà, cũng có là chia sẻ những cái hoàn cảnh ở trên núi, trên rừng, giúp đỡ cho những người đồng bào ở trên núi. Thì cả nhà mình hãy vào kênh Đôi Chân Lang Thang ủng hộ cho anh ba với anh hai nha. Đi lên tới cái cây tuốt ở bên kia cả nhà, cây xa. Cả nhà thấy đất ở trên đây đẹp không cả nhà? Đẹp nhưng mà không có nước nha cả nhà nha. Không có nước để mình có thể là trồng trọt được, tại vì quê của gà nắng hạn dữ lắm. Mình đi đường nào qua ta? Chắc phải bay qua chỗ đây có cái mương nhỏ nhỏ. Ồ, không có chỗ đi hả? Đây nè anh ba, bay qua đây được không? À, qua cục đá kìa, cục đá, chỗ kia cục đá kìa. Mình đi qua hướng bên đây nè cả nhà, tại vì đây không có đường đi. Đây nó có một cái mương nhỏ nhỏ, vẫn còn nước chảy sơ sơ nè. Đây đó. Rồi, được. Mình đi qua bên cái những cái đám rẫy này là sẽ có cụ bà ở trong cái ngôi nhà. Thương lắm, nói chung là rất là thương cả nhà. Mình không có thể nào mà diễn tả được cái sự mà khổ cực của họ ở trên núi đây hết á. Ở trên đây gà không biết là có ai hỗ trợ và giúp đỡ cho bà ở trên đây hay không nữa, tại vì ở trên đây xa quá, vùng sâu vùng xa nên là không có ai đến.
nhiều lúc á là mấy anh em đi lên núi á, mấy cái vùng mà phải nói là lên trên đó mà không có nước để uống luôn á cả nhà, vô mùa nắng á không có nước uống luôn á. Ồ đây có cái con suối nhỏ nhỏ này. Ở đào á, ở đào á, dưới cái núi. Đất bên đây rất là đẹp luôn, mà nói rất là đẹp. Khu vực này đất đẹp nhưng mà không có trồng được cái gì hết. Nước nó chỉ chảy chút chút vậy thôi vào cái tháng như thế này nè. Nhưng bây giờ là chuẩn bị qua năm mới rồi. Vào tháng 3, tháng 4 á, tháng 3, tháng 4 năm 2023 á, là khô nước đất luôn á cả nhà. Nắng á, nắng liên tục á. Nên mình không có trồng được cái gì hết á, không có điện với lại mình không có làm được cái hệ thống mà để mình bơm nước nữa. Chỗ đó đúng không anh ba? Đúng rồi. Chỗ đó là gần chân núi luôn cả nhà. Ngay chân núi luôn. Mình đi qua một gợp nữa là cái núi thứ hai á. Là ngay chân núi luôn. Bà có nuôi mấy đứa chó? Ba bốn đứa vậy. Đó nó là đó. Nó thấy gà tới nó mừng hay sao á. Sủa. Nó kêu hôm nay có gạo rồi, có gạo rồi. Gần Tết nữa. Gần Tết thì gà muốn là hỗ trợ giúp đỡ cho họ có một cái món quà để họ có thể là ăn Tết đó cả nhà. Đây là cái ngôi nhà thân thương của bà nè. Mấy đứa chó thấy gà vô sủa quá trời cả nhà. Con chào bà nha. Con chào bà nha. Bà có biết con không? Không biết rồi. Bà đâu có thấy đường đâu cả nhà. Bà đi vô nhà của mình đó hả? Bà mở cửa ra đi. Em mở. Dạ. Cho con đeo bà cái mic nha, để bà nói chuyện nha. Dạ. Rồi bà mở cửa đây. Không biết đâu, mẹ chết rồi nhỏ đó. Dạ. Bà mở cửa ra. Cột đây sợ. Dạ. Mưa gà nó vô lắm cháu à. Đây là cái cánh cửa nhà bà nè cả nhà. Cánh cửa. Người đàn bà họ sống rất là kiểu như là giản dị đơn sơ cả nhà. Một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ như thế này thôi. Để con mở ra phụ bà nha. Dạ. Lấy ra để kia vô. Dạ. Để con lấy cục đá này con tống lại nha. Đây đó. Cuốn lại cho bà sợ con gà, con chó nó vô cả nhà. Một đại hèn cháu. Giờ mời cả nhà mình đi vô trong cái ngôi nhà của bà nha. Ngôi nhà của bà nhỏ lắm cả nhà, gà đứng không có được. Tại vì khi mà gà đứng lên thì nó sẽ vướng cái đầu. Để gà cột lại cái này cho bà. Bà kêu lấy cục đá tấn lại cả nhà. Cái gì dính trước đây cháu nè, quay quá. Hình rớt ra không có còng dây. Bà ơi. Bà mặc đồ lạnh hả? Này. Dạ. Nực nè. Cơm rồi ra. Dạ. Bà ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Con cháu bớ để trước đây nè. Dạ. Cháu của bà đi làm rồi ở nhà. Thì bà có chia sẻ với gà là cháu bà đi làm để kiếm cơm rồi. Thì một mình bà ở nhà. Cái đôi mắt của bà là đã bị mù rồi. Bà không có thấy đường nữa. Bà bị mù lâu chưa? Lâu rồi. Khoảng bao nhiêu năm rồi bà? Biết năm rồi. Rồi mẹ nó chết rồi mù rồi. Dạ. Mẹ cháu. Dạ. Còn nuôi em con hai đứa. Dạ. Tới nuôi bà lẹ. Dạ. Nó kiếm ăn khó, bà đi đâu không được, nhờ cháu đó. Dạ. Bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Con không biết, bà không biết tuổi nữa đâu, già rồi. Bà không biết tuổi. Nhìn bà rất là thương cả nhà. Rồi khi nào cháu của bà mới về? Tới mới về.
tối mới về hả? Cái bộ đồ ở trên người của bà là mẹ của gà đã mang lên tặng cho bà để bà có bà mặc ở cả nhà. Tại vì bà không có quần áo để mặc luôn. Bà mặc những cái bộ quần áo cũ, quần áo rách không à. Hôm bữa là mẹ của gà có đi lên trên đây để có thể là thăm những cái hoàn cảnh khó khăn. Tại vì á, mình phát gạo cho những người đồng bào nghèo miền núi á, mình muốn tìm hiểu những người lớn tuổi, bệnh tật để giúp đỡ cho họ. Nhưng mà lên đây á, thì thấy bà sống ở trên đây một mình neo đơn. Phải nói rất là xúc động khi mà thấy cái hoàn cảnh của bà luôn cả nhà. Bà nhìn lên trên không à hả? Rồi bà không thấy đường sao bà đi ra ngoài? Giờ cây là trong quê đi xa sợ đi lạc. Dạ. Đi trong cây đi quý trời đây. Dạ. Trong cây mình đi hả? Ừ. Rồi ông đâu bà? Ông đâu? Ông chết lâu rồi. Ông mất lâu rồi hả? Ừ. Bà có con không? Bà có con không? Có con đứa. Con của bà đâu? Con bà đi, chồng đi làm biết nhờ ở với cháu con à. À. Vậy là bà có con hả? Con có chừng đứa. Có một đứa. Ừ. Rồi con của bà là con trai hay con gái? Con gái. Con gái. Rồi không có nuôi bà hả? Ờ. Nó có chồng đi ăn riêng nó chứ. Dạ. Vậy là bà có một người con. Nhưng mà lúc nãy thì gà chào khán giả thì gà không có biết á. Là gà nghe nói là bà sống neo đơn một mình. Gà cứ tưởng là bà không có con. Là con của bà là đi theo chồng rồi. Bỏ bà lại một mình. Tối bà ngủ ở đâu? Ngủ trên đây. Ngủ trên đó hả? Ừ. Bà lên giường mà nằm đi bà. Cái chỗ đây á, là cái chỗ bà nằm này cả nhà. Bà ngủ tối là lạnh không? Lạnh. Lạnh lắm hả? Ừ. Lạnh rồi cháu lấy lửa hơ. Dạ. Ừ. Lạnh quá rồi mà lấy lửa để hơ lại. Ừ, hơ cho nó ấm. Dạ. Ừ. Rồi như là buổi tối bà muốn đi vệ sinh thì đi như thế nào? Ừ. Bà muốn đi ra ngoài á thì đi như thế nào? Cháu đem đi vệ sinh đi cầu á. Dạ. Đi đi tiểu thì mình mò. Mò trong cái chỗ phía trời đây người. Dạ. Mình đi cầu sợ thối. Dạ. Cháu đem đi. Cháu dắt bà đi hả? Ừ. Dạ. Dắt bà đi chứ bà đi đường tôi không biết. Dạ. Vậy mà nó đi làm thì nó dặn biết sợ đi lao lạc không có thấy. Dạ. Sợ kiếm không ra. Dạ. Nói bà như vậy á, cháu. Là cháu đi làm là bà cháu dặn bà là không có được đi xa. À. Đi xa sợ lạc, không có tìm thấy. Cả nhà mình thấy không, bà có con nhưng mà con của bà không có nuôi bà. Ừ. Mà cháu của bà là người nuôi bà. Cháu là cháu là con của chị bà hả? À. Dạ. Cả nhà mình xem cái ngôi nhà của bà này. Đây là cái giường của bà. Thì rất là đơn sơ cả nhà. Không có cây để cột lên. Lấy mấy cục đá này cả nhà thấy không? Ừ. Lấy cục đá để lên này. Cho nó cứng cái giường á. Đó. Sợ nó ngã cho. Dạ, sợ nó ngã. Rất là xót xa cả nhà. Bên đây nè, nguyên một cục đá luôn. Chất lại. Để lấy dây cột lại thành một cái giường. Cái chân cột quá cả nhà. Chân cột của cái giường bên trong kia cũng vậy luôn. Không khác gì hết. Và không biết đây có phải là cái giường hay không nữa. Nhưng mà mình thấy rất là xót xa. Ngày xưa ông bà già xưa á, thì cũng sống như thế này. Nhưng mà bây giờ là thời đại nó đã khác rồi. Nhưng mà cuộc sống của họ vẫn giống như ngày xưa cả nhà. Rất là khó khăn. Những cái gối, những cái mùng như thế này á, là đều là được tặng cho bà hết á. Chứ nhà bà không có cái gì. Hôm bữa là mẹ cô gà lên á, nhà bà không có bất cứ một cái gì luôn cả nhà.
quần áo không có mặt gối, không có nằm, niệm nè, mùng nè, cũng không có luôn. Đó, mình mua mình tặng cho bà. Tối đây bà ăn cái gì? Cho làm con. Dạ. Yeah. Bà đợi. Bưng qua. Bà đợi cháu về làm cơm, rồi bưng qua cho bà. Cháu bắt ăn luôn cho bà luôn. Dạ. Rồi chén rồi múc cho bà. Trên dạ. giường đây. Ăn dạ. bà. Nói về con này cháu à. Sao con của bà không nuôi bà mà để cho cháu của bà nuôi? Cháu đó cháu ruột mà. Dạ. Ừ. Mẹ nó chết rồi. Rồi nó nuôi bà già sẽ mồ nó nuôi. Dạ. Ừ. Sao con của bà không nuôi? Phải làm như nó nuôi gì con bà nó đi làm đi. Ở riêng thôi. Dạ. Biết mẹ à. Rất là thương cho cái hoàn cảnh của bà luôn. Mình còn gạo để ăn không bà? Còn gạo để ăn không? Gạo mua một cái hạt ký đó đứa nó ăn. Dạ. Cháu đi làm đó, để dành mua gạo. Cháu đó. Đi làm để dành mua gạo. Bà biết là cháu của bà đi làm công việc gì không? Đi làm mướn hả? Làm mướn. Người ta kêu đi làm. Người ta kêu làm bên rề bếp ba. Dạ làm rẫy bậy bạ. Ừ. Tiêu bắp rồi có gì được ăn. Rất là thương luôn. Nhưng mà bây giờ là không có cháu của bà ở nhà. Nhưng mà gà sẽ đợi nha. Đợi xem như thế nào. Đợi coi thử chiều á là cháu của bà có về hay không. Gà muốn là gặp trực tiếp cháu của bà. Để có thể là giúp đỡ và hỗ trợ cho bà mua cái này mua cái kia cả nhà. Để bà trang trải trong cuộc sống. Tại vì á cái đôi mắt của bà là không có thấy đường. Gà không biết phải làm sao. Sợ là người xấu ở trên núi, trên rừng như thế này nè. Người xấu họ sẽ đến thì không có tốt cho bà. Mấy cái bao này là bao gì vậy bà? Bao gì? Cái bao này nè. Ừ, biết đường rồi cho để biết. Dạ. Để gà các coi thử nha cả nhà nha. Không biết là cái bao gì. Coi, à. Cháu coi. Bao cháu. Bao cháu hình như đợi đốt lửa để sưởi ấm á. Cái miệng bao thì may lại rồi. Gà không biết khoai cháu hay không hết. Ở nhà xem bên trong nè, có cái bình nước. Nói chung là nhà của bà không có cái gì hết. Chỉ là cái ngôi nhà trống lỏng như thế này thôi. Gà muốn chia sẻ đến cả nhà mình những cái gối của bà nè. Đó, cái gối của bà được cột lại nè. Rồi cái chỗ đây là chỗ bà nằm. Bữa ăn có gối nằm rồi. Bữa nay là có gối nằm rồi đúng không bà? Hôm bữa là không có đúng không? Làm lấy cái áo cổ bỏ vô rồi mình nằm cho nó êm. Dạ. Rất là thương cho bà luôn cả nhà. Thật sự rất là thương bà. Hôm nay con lên á là con mua đồ Tết cho bà mặc nha. À, có thương thì cho bà. Thương thì cảm ơn cháu tất cả. Dạ. Mừng. Con tặng quà cho bà, con tặng đồ Tết cho bà nha. Để bà có đồ Tết bà mặc bà ăn Tết nha. Ăn chứ. Cháu làm rồi mình kêu ông bà làm ăn rồi mình ăn chứ. Dạ. Làm với người bên cháu Tết thì làm. Dạ. Chán cơm kêu mẹ nó ăn, bà nó ăn, làm dễ đó. Dạ. Mẹ chết rồi, bà chết rồi mà bắt đầu nó kêu ăn chứ Tết mà. Dạ. Ừ. Ở trên đây bà có thịt ăn không? Ừ? Có thịt ăn không? Cháu đem là có thì nấu rồi bát gì ăn. Có đổ nước gì mình ăn. Dạ. Cháu ăn cái này mình ăn cái đó. Dạ, cháu ăn cái gì thì bà ăn cái đó. Bới cho bà. Chín được bới cho bà trước. Dễ khổ. Nghe bà chia sẻ thì gà biết là cháu của bà rất là thương bà cả nhà.
thương bà còn hơn là con ruột của bà thương bà nữa. Tại vì con ruột của bà là đi lấy chồng rồi, là không có còn thương bà nữa, không có chăm cho bà. Con tặng quà Tết cho bà nha, có ai lên đây tặng quà cho bà không? Không có rồi cháu. Bữa con cháu vô thăm đó chứ. Dạ. Hôm bữa mẹ của gà qua đó cả nhà, qua thăm bà. Cái ngôi nhà của bà lấy áo mưa bà che lại, lấy những tấm bạc và cái bọc nhựa nữa. Những cái tấm tôn ở trên cái mái nhà nó bị rỉ sét hết rồi. Tôn này nó rất là mỏng nha, nó mỏng như một lá lúa vậy á. Còn cái này để lâu quá nó mục. Hình như là gà thấy có chị về rồi kìa cả nhà. Nghe tiếng chó sủa. Chị lái xe đạp. Không phải, người lạ. Người lạ người ta lái xe đạp đi ngang qua. Phía bên này là cái ngôi nhà của cháu của bà nè cả nhà. Nhưng mà cháu của bà đi rồi, đóng cửa lại rồi. Gà đang ngồi đợi cháu của bà về á. Họ cũng lấy mấy cái tấm lưới, tấm đồ á, rồi che lại như thế này nè. Lưới rồi lấy bạc rồi che lại thôi, chứ không có gì hết. Có cái gì thì họ che cái đó để họ sống tạm khỏi trời mưa nó tạt vô á cả nhà. Phía bên đây là cái chuồng gà. Cái chuồng gà nhỏ nhỏ, không biết là có gà nó có để trứng ở trong đây không. Đó, cả nhà thấy trứng quá trời nè. Ở bên trong đây cũng có những cái tổ nè, họ làm cho những con gà nó vô đây nó để cả nhà. Con gà mái nó đang để ở trong kia ăn ấp, rất là thương luôn. Nhìn những cái khung cảnh như thế này mình nhớ lại cái kỷ niệm của mình, kỷ niệm ngày trước á cả nhà. Cách đây khoảng mười mấy năm về trước á, mình rất là nhớ luôn. Phía bên kia là cái chuồng heo, cái chuồng của con heo. À, có hai chú heo con dễ thương quá. À, có hai chú heo này cả nhà. Ọc 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 ọc. Dễ thương quá cả nhà, chút xíu xíu à. Rất là dễ thương luôn. Nhìn cái chuồng heo mà thấy thương ghê luôn á. Ọc 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 ọc. Gà thấy là họ có cho heo ăn rau muống nè, rất là thương luôn. Thì ở đây á, heo á, nó chỉ được ăn rau muống với lại ăn thân cây chuối thôi cả nhà, chứ không có cái gì để ăn hết. Xung quanh ngôi nhà ở đây thì gà cũng thấy có một chú gà đang ấp, đang nằm. Gà đụng vô nó bay ra. Thương quá. Cái nhà coi nó ấp trứng nè. Quen gà luôn thấy không? Lần đầu tiên á mà gà đỡ. Giống như mình đụng tới một chú gà mà gà nó không có bay luôn. Thương con ấp đi. Rất là thương những hoàn cảnh người đồng bào miền núi, khó khăn trong cuộc sống cả nhà. Cả nhà mình ơi, chị vừa mới đi làm về nè cả nhà. Chị đi làm cái gì vậy chị? Đi chặt mía. Dạ, cho em gắn gì cái mít nha. Mình đi làm mía mướn nhân ta hả? Dạ, chặt ăn bó. Chặt ăn bó hả? Dạ. Một ngày như vậy là trung bình mình làm bao nhiêu tiền? Dạ, nhưng mà không, ngày bình thường thì nếu mình có sức thì được 150. Có sức chặt, nắng quá chặt không nở được 120. Dạ, mình để đồ xuống đi chị. Để đồ xuống đi nặng. Ủa, chị để cái gì ở đây vậy? Hôm nay đồ ăn. Đây cả nhà, chị có mua mấy cái chai mướp nè. Mấy cái trái mướp, trái đu đủ. Này mình mua hay là mình xin? Xin. Xin hả? Dạ, bà con ta trồng á. Rồi mình mua mì tôm đi ăn hả chị? Dạ, ăn sáng. Ăn sáng? Ăn sáng đi làm á. Dạ. Là mình ăn mì tôm không vậy hả? Dạ. Sáng mình ăn hai gói hơn gói. Gói. Xong ăn hai gói cho nó. Ăn nè. Là tư trưa mình chế ăn lại. Dạ. Đây, ngôi nhà của đây của chị phải không? Mình đi vô nhà đi chị. Hồi nãy giờ là gà ngồi đợi chị là 2 tiếng hồ luôn á. Dạ. Em đợi chị 2 tiếng luôn á. Tại vì em muốn là đến đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình của mình. Nhưng mà em thấy là bà, cái đôi mắt của bà không có nhìn thấy á. Thì em sợ người xấu người ta là người ta vô đây người ta lừa bà. Nên em phải đợi chị dời.
Gà, mời cả nhà mình đi vô trong ngôi nhà thân thương của chị nha. Đây, ở trong đây thì nó hơi tối á cả nhà, hơi tối. Cái đèn đó nhà mình đó hả? Đèn nhà mình đài á. Cái đài đó hả? Đài, xong rồi mình mở tin tức, xong có cái đèn sáng. Dạ. Còn năng lượng thì nó yếu quá. Dạ. Là buổi tối là như là mình đi ra bên ngoài rồi là mình sử dụng cái đài đó. Dạ, mình xài đèn. Dạ, đèn. Nó sáng thì mình sạc năng lượng. Đây cả nhà mình xem nè, thương chưa? Đài để nghe tin tức, bão gì đó, biết mình tránh cây cối. Giờ này mình mới về mình nấu cơm hả chứ? Nấu cơm. Dạ. Tắm rửa. Rồi chồng của chị đâu? Chồng cũng đi làm luôn. Đi làm luôn, chưa có về hả? Chưa có về. Dạ, đi làm công việc gì hả chị? Không đi, người ta kêu, mùa này người ta kêu đi làm hàng á. Ta chỉ bắp thì đồ á. Dạ. Làm. Cái này bắp này mình để ăn hay là mình làm giống vậy chị? Để ăn, có khi mình hết là mình để giả, xong rồi mình trụng với đậu, mình nấu con bắp hầm á. Dạ. Không ăn. Wow, cái ngôi nhà của chị đẹp quá. Rồi bây giờ mình nấu ăn đi chị, để trễ giờ á. Ừ. Hôm nay là mình làm được bao nhiêu tiền? Hôm nay là trời nó hay mát một chút, được 150. Dạ, trời mát là mình được 150. Ừ. Còn mà nắng quá thì mình nắng quá nổi. Nắng quá nổi. Dạ. Chị tên gì vậy chị? Ngôi. Ngôi. Ừ. Năm nay chị nhiêu tuổi? Năm nay chị sinh năm 82. Chắc không biết bao nhiêu tuổi luôn. Dạ, chị có con chưa? Có hai đứa. Hai cháu rồi hả? Dạ. Là cháu của mình đi học hả? Cháu đi làm, IQ thì đi làm. Dạ, đi làm luôn rồi, chưa có về. Chưa có về. Thì tối nay có về không? Về cho tối khoảng, nó về nhà là khoảng 6 giờ, 7 giờ nó mới về. Dạ. Nấu rồi kêu rửa chén rồi. Hôm nay mình sẽ ăn cái món gì vậy chị? Ăn canh mốt. Canh mướp hả? Ừ. Dạ. Canh xong mướp thì là mì tôm hay sao? À, canh mướp là nấu với mì tôm. Dạ. Xong mà mình nấu canh đậu nè, trộn với canh đu đủ luộc vàng cái này nè. Dạ. Đậu đen, xin đậu tá này. Với cà mình luộc chung luôn. Dạ. Xong mình không mua cá, mua thịt về nhà ăn chị? Có tiền đâu mà mua cá, cái này chặt miếng ta đâu cho tiền liền đâu, một tuần ta mới cho tiền. Một tuần mới cho. Ừ. Rồi mình về mình còn trang trải cho cuộc sống nữa, mua gạo ăn. Gạo. Đây là tổng hết cái ngôi nhà của chị nè cả nhà. Cái nhà để mình làm lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả chị? Là trời mưa là không có bị dột hả? Dột chứ. Dột hả? Dột, trời mưa thì ngồi xuống không à. Chỗ được. Nào dột thì bắt đầu ngồi dọn đồ để bên. Như là ví dụ như mình đang ngủ mà trời mưa lớn quá thì mình phải làm sao? Ngồi à. Mình ngồi dậy, ngồi khi nào dậy. Hết mưa mình hết mới... mưa mới ngủ. Dạ, ngồi thương quá cả nhà. Nghe chị chia sẻ mà mình cảm thấy là nhói lòng luôn á. Rất là thương cho một gia đình, người đồng bào miền núi ở trên đây. Tối là mình đốt lửa ở đây. Dạ, đốt lửa. Trời lạnh quá mình có đốt lửa sưởi ấm không? Trời lạnh quá thì đốt lửa xong là nó có than thì bưng cái lò đi cho bà sưởi ấm. Dạ. Còn chị thì đốt lửa này sưởi ấm cho đây. Dạ. Là chị là cháu của bà đúng không chứ? Cháu của bà. Dạ. Mẹ chị mất sớm. Mất từ chị 12 tuổi. Dạ. Mà bà nuôi rồi bà nuôi xong bà gánh nặng, bắt đầu bà mù mắt luôn, chị cũng nuôi bà luôn. Dạ. Vậy là bà nuôi ba chị từ nhỏ. Ừ. Nên bây giờ là trách nhiệm của chị là nuôi bà. Ừ. Rồi con của bà đâu? Con của bà thì Mỹ mất rồi, là con của bà đi bắt chồng. Cô ở chồng hết rồi. Thì bắt đầu bắt chồng ở riêng hết. Có hai đứa à. Đứa cậu Út thì đi ở với vợ. Còn đứa nữa thì ở nhà đi làm cũng khổ lắm, đi làm thuê chặt mía chặt đồ không mà. Dạ. Đâu có sướng đâu. Giờ này gà nó vô nhà nó kêu quá trời cả nhà, đòi ăn á. Ăn thấy đói. Đây là cái nơi nhà bếp của chị nè. Gà chia sẻ với cả nhà mình nha. Qua wow, toàn là nước không á, canh mà nấu nước không, không có cái gì ăn cả nhà. Không có gì hết, người đồng bào thì họ ai cũng giống ai hết á, rất là thương. Nhà mình còn gạo không chị? Gạo đó mới mua, mới đi
đi làm đó, mượn tiền ta tước hay chồng nó mua được 10 ký gạo. Dạ. Tối là hai vợ chồng mình ngủ ở đây hả chị? Ờ. Cái chỗ ngủ của chị nè cả nhà. Rất là đơn sơ giản dị. Cả nhà thấy hay không? Chị đốt lửa hay không cả nhà? Ngày xưa ông bà hay lấy cái ống chì á để thổi lửa lên. Mà bữa nay mình lấy cái ống nhựa. Ống nhựa đi làm á, thấy người ta dục á. Cũng là lộn về thổi lửa. Mình vặt cũng có cái gì vặt, lấy cái nắp son nó thiêu tùm lum mà. Chị đỡ bụng chưa? Đói bụng chưa? Đói chứ. Đói là... Tính về là mua mì tôm mình nấu ăn, vừa làm vừa ăn. Dạ. Mà nấu nước trước ta. Dạ. Còn cái chỗ cái giường này ai nằm vậy chị? Con của chị á, đi làm về hả? Tớ nó ngủ á. Dạ, ngủ trên cái giường xếp này cả nhà. Nó gãy rồi, chị cục lại. Gãy rồi. Chị đốt lửa ở trong nhà nên cái mái tôn á nó đen thui thù lùi luôn. Nó hôi lắm. Nó hôi đúng không? Hôi khói đúng không chị? Hôi khói. Nhưng đốt mà trời mưa là gió quá, nấu cơm nó không chín. Dạ. Nhà thấy cực khổ không? Mỗi lần về phải đốt lửa, chùm lửa để mình có thể là nấu nước, nấu cơm ăn. Nhưng mà vào cái tháng mưa á, thì họ không có củi ở nhà, củi nó ướt hết. Nên là nấu rất là khó khăn. Ở đây không có điện nè, cũng không có nước luôn. Rồi mỗi lần mà chị lấy nước chị uống là chị lấy ở đâu? Xuống vắng chỗ đường đó đi mua nước. Dạ, đi mua nước hả? Còn nước mình sinh hoạt hàng ngày mình mua hay là mình lấy nước dưới suối? Nước suối. Nước suối hả? Còn nước mình uống là mình phải đi mua. Đi mua. Dạ. Cái ngôi nhà thân thương của bà nè. Bà sống bên đây. Cứng. Mà cục cứng như ta. Bà cột á. À, cột á. Ở sợ gà vô á. Hồi nãy em lên đây á là em thấy bà đi ra ngoài. Dạ hả? Không thấy bà, như bà không thấy đường á. Bà đi bà lấy cái cây bà chống chống bà mò mò. Bà đuổi gà. Rồi đêm rồi chị đi, bà đi vệ sinh đồ á. Đêm bà đi vệ sinh là đi như thế nào chị? Là kêu chị đem đi. Dạ. Rồi chị ngủ quên sao? Kêu thì bà la. À. Bà la đi, em tao đi nữa mày sợ đi lạc đường á. Dạ. Bà kêu đi. Rất là thương luôn. Rồi trời mưa á là cái ngôi nhà của bà có bị chảy nước vô nữa không? Chảy chứ. Nhưng chảy mà luôn. Mình phải sửa, trời mưa lên rồi chảy xong rồi mình cục lại. Bữa gió quá nó bay hết luôn. Bay hết tôn luôn hả? Bay hết cái nắp nhà của bà luôn. À. Ờ. Dạ thấy là chị lấy cái miếng cái mền. Cái miếng vải á. Để chì lên để hứng nước thôi nha. Cho nó hút nước á. Bà đói bụng chưa bà? Chưa. Chưa hả? Cháu làm lại. Cái đôi mắt của bà ban ngày cũng giống như ban đêm, bà không nhìn thấy gì hết. Chuẩn gì ngon khắc khắc. Này là con gái của chị hả? Con gái. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 16. 16 tuổi rồi hả? À, kêu bằng chị nhưng mà đây là em. Lớn rồi, là vừa mới đi làm về phải không? Đã, dạ. Còn mình đi làm công việc gì? Em đi chặt mía. Đi chặt mía hả? Dạ. Chặt mía cho người ta. Đói bụng chưa? Dạ em mới ăn của nhà gì ở dưới. À, ở dưới hả? Dạ. Ở trên đây buồn không? Dạ có. Ở trên núi buồn hả? Buồn, chơi với mấy con chó. Chị với mấy con chó thôi. Dạ, mấy con gà nữa. Tao lắm. Rất là thương cả nhà. Chứ đâu có biết chơi với ai đâu đúng không? Dạ. Ở trên núi đây hẻo lánh á cả nhà, không có điện, nước này kia, không có cái gì hết.
ở trong cái ngôi nhà đấy nó hơi tối cả nhà, tại vì ở trên đây á mà tầm khoảng 6 giờ á là mình không có thấy đường đi luôn, rất là tối nha. Hôm nay em đến đây là em muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh của mình có một cái món quà để mình ăn Tết á. Ừ, cảm ơn em. Hồi đó giờ có ai lên đây giúp đỡ mình chưa? Chưa. Thế thì ước gì mà có người giúp đỡ mình lúc chị khó khăn á, là có bà bệnh hoạn, chị ước gì mà có một đồng tiền mua thuốc cho bà uống, mua đồ cho bà ăn, mà không có ai giúp đỡ chị hết, chị cũng buồn, biết cố gắng phải đi làm, phải đi chặt đường đi làm cho có tiền mua đồ ăn, chứ làm một tuần mới được có tiền. Nãy đi gặp rẫy người ta, gần rẫy người ta xin cho mấy trái múc nó nấu canh dưa mì tôm. Hoàn cảnh của mình ở trên đây rất là khó khăn luôn, không có biết làm gì, khi mình không có tiền là mình không có biết làm gì, biết hết. Làm gì hết, không cũng không biết là vay mượn ai hết luôn. Mình có đi làm, có đất đai ta mình đi vay mượn ta, ta mới cho mình, có đất thì mình vay người ta mới cho. Ừ. Nhà chị là mình không có đất gì hết luôn, không nên đi làm thuê thôi. Thật sự hôm nay là gà lên đây là có duyên với lại gia đình, thì gà thấy hoàn cảnh của bà thì mù đôi mắt cả nhà, thì bà cũng có con, thì con của bà cũng rất là khó khăn, khi mà bắt vợ bắt chồng thì họ cũng đi kiểu như là đi kiếm sống một cái nơi khác, là không có chăm sóc cho bà. Còn chị là cháu của bà, là bà nuôi từ nhỏ, nên là chị báo hiếu cho bà là nuôi bà cho đến suốt cuộc đời luôn. Thì hôm nay em có một cái món quà của các cô chú Mạnh Thường Quân đến đây để ủng hộ cho gia đình của mình. Đây là cái số tiền mà 5 triệu đồng của tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Thì cả nhà mình xem video là thông cảm cho gà nha. Tại vì lúc mà gà đưa chị Bi Năng Thị Sinh á, đi vô trong Sài Gòn, thì gà đã mất cái điện thoại của mình và mất hết danh sách rồi. Thì gà đã thống kê cái số tiền, và mỗi lần á mà gà giúp đỡ cho những người đồng bào nghèo ở miền núi á, thì gà sẽ giúp đỡ bao nhiêu tiền thì gà sẽ thống kê qua, cho đến khi nào mà hết quỹ thì thôi. Đây là số tiền 5 triệu đồng của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước ủng hộ cho gia đình của mình nha. Cảm ơn ngoài Thường Quân, chị cũng biết cảm ơn nhiều, nhưng mà chị nói thấy số tiền này chị muốn khóc luôn. Tự nhiên chị làm ngày chứ không được 5 triệu bạc, ủng hộ mấy cô chú, cô bác ở hàng xa thì chị không biết nói nhiều đâu. Cảm ơn rất nhiều. Đây là số tiền 5 triệu, gà sẽ đếm cho tất cả mọi người cùng biết nha. Mỗi tờ như vậy là 100 ngàn đồng. Thì gà sẽ đếm nha cả nhà nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Là 50 tờ là 5 triệu đồng nha cả nhà mình nha. Thì em gửi cho chị là cái số tiền này, thì em chỉ có một cái điều nhỏ nhỏ thôi. Muốn gửi gắm đến chị là chị mua cho bà một cái niệm, một cái gối, một cái mền, cái mùng gì đó, để cho bà có một cái nơi bà đắp mền rồi cho nó khỏi sợ lạnh ban đêm á. Nha. Bữa sau thì em có cơ hội thì em sẽ quay trở lại để thăm gia đình của mình nữa nha. Chị có muốn gửi đôi lời gì đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho mình cái số tiền này không? Chị có thể nhìn qua cái màn ảnh nhỏ của em. Chị rất cảm ơn số tiền này, chứ chị làm ngày cũng được 5 triệu đâu. Nhưng mà chị mấy Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì chị rất cảm ơn rất nhiều. Chị không biết nói gì hơn, tại gia đình chị cũng khó khăn, chứ làm ngày chứ đủ được 5 triệu này đâu. Nhưng anh chị ủng hộ thì chị rất cảm ơn rất nhiều. Chúc mấy Mạnh Thường Quân dù giàu sức khỏe, ăn Tết vui vẻ. Chị không biết nói nhiều đâu. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Em nhớ là cố gắng ăn uống cho đầy đủ, cho có sức khỏe lo cho gia đình nha. Dạ. Nhìn bé này rất là lanh cả nhà. Thì gà cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những người nghèo ở miền núi. Cảm ơn tất cả cô chú rất là nhiều. Chúc cho cô chú thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống của mình. Gà cũng xin tạm dừng video tại đây luôn nha. Cả nhà mình đừng có quên bấm cho gà một like nha, và đăng ký kênh, chia sẻ video của gà rộng rãi đến tất cả mọi người biết nha. Em xin phép gia đình của mình em về nha. Cảm ơn anh. Tại vì em chờ chị là 2 tiếng hồ luôn. Bây giờ tối thui luôn rồi. Em phải đi xuống dưới núi, đi bộ xuống núi rất là xa xôi. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye. Cảm ơn rất nhiều nha. Cảm ơn.